Gia đình vừa mua ô tô, chồng đã đèo bồ nhí. Xuống rồi. Ôi. Như vậy là một người phụ nữ đang bấu vào một cái tai gương. Bà lại kêu là xuống. Đấy. Như vậy là theo những thông tin được chia sẻ thì đây chính là chiếc xe của gia đình, và người chồng đang đèo một người phụ nữ ở trên xe thì bất ngờ là vợ bắt gặp, và vợ đã bấu vào tay gương bắt là phải xuống. Chúng ta cùng xem. Xuống đi. Nhà vừa mới bỏ tiền cho mua xe ô tô xong cái là chồng đã có bồ nhí luôn. Đấy. Nào, có xuống hay không đây? Rồi, như vậy là có vẻ như là chồng đã hé cửa ra. Chồng hé cửa ra và vợ đang cố gắng để mở cửa. Đấy. Bộ bịch như thế này là không được rồi. Đấy, để vợ bắt quả tang này không được rồi. Rồi rồi. Ui, như vậy là cô vợ đã lao vào trong xe rồi. Vâng. Ôi. Và tôi không rõ là chuyện gì đã xảy ra bên trong chiếc xe ô tô. Nhưng mà gia đình vừa mua xe mà chồng ngay lập tức đã có bồ nhí như thế này thì thôi, thì thật sự là không thể được. Các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.